Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh tin tức của Hành Trình Tương Lai trong bản tin tối nay thứ tư ngày 17 tháng 11. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ và bình an. Với mỗi like và share của quý vị là những sự khích lệ, động lực rất lớn cho ban biên tập chúng tôi trên con đường tìm về sự thiện lương chân chính. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Hà Nội buộc cách ly người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về là không hợp lý. Chất lượng không khí ở Hà Nội tiệm cận mức nguy hại. Hàng không gặp khó khi trích xuất dữ liệu khai báo y tế của hành khách. Hết hồn với trào lưu bẻ xương khớp trị đau, ăn cà rốt chấm mù tạt trị mập. Hàng chục bình ga mini trên xe máy phát nổ, nhà dân ven đường gặp họa. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, thành phố Hà Nội đã bất ngờ ra quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch trong bối cảnh các ca nhiễm trên địa bàn tăng cao kỷ lục trong những ngày qua. Bên cạnh việc thí điểm cách ly F1 tại nhà, Hà Nội yêu cầu bắt buộc cách ly với người đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về từ vùng 3, vùng 4, vùng cam và vùng đỏ, kể cả người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Quyết định bất ngờ này của chính quyền Hà Nội khiến nhiều người trở tay không kịp. Liên quan đến vấn đề trên, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng quyết định bắt buộc cách ly nêu trên của Hà Nội là không hợp lý. Ông Nga nói, người từ thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An khi ra Hà Nội, nếu đi máy bay thì đều phải tiêm 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính, vì sao còn phải cách ly? Hà Nội làm thế phải chăng vì lo tiêm 2 mũi vaccine và xét nghiệm không hiệu quả? Trước lo ngại của thành phố về việc các ca nhiễm cộng đồng đang có xu hướng gia tăng mạnh so với trước đây, theo ông Nga, việc xuất hiện các ca nhiễm mới tại Hà Nội không phải do người từ nơi khác lây lan dịch, mà là do dịch hiện đã ở trong cộng đồng. Hôm nay ngày 17 tháng 11, ngày thứ ba liên tiếp, chất lượng không khí ở Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đỉnh điểm vào khoảng 9 giờ sáng nay, kết quả quan trắc của Chi cục Bảo vệ Môi trường cho thấy tất cả khu vực nội thành đều ở mức xấu với chỉ số chất lượng không khí AQI đo được ở mức 190-197, tiệm cận mức nguy hại cho sức khỏe. Trong đó khu vực có mật độ chất ô nhiễm cao là đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, chỉ số AQI ở mức 197, điểm quan trắc tại khu vực Thành Công Ba Đình ở mức 190, khu vực Kim Liên Đống Đa là 187. Lý giải tình trạng ô nhiễm không khí liên tục tái diễn tại Hà Nội những ngày qua, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết do không khí lạnh suy yếu trong khi mật độ các chất gây ô nhiễm từ hoạt động giao thông và công trình xây dựng không giảm, bụi bẩn và các chất ô nhiễm không thể khuếch tán lên cao. Bên cạnh đó, độ ẩm và nền nhiệt tăng cao khiến sương mù xuất hiện dày đặc, làm mức độ ô nhiễm không khí nặng nề hơn. Tình trạng này có thể còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Đến cuối tuần, khi không khí lạnh tràn về, trời sẽ quang trở lại, bụi bẩn được khuếch tán và ô nhiễm không khí sẽ giảm. Sau hơn 2 tuần thực hiện trích xuất thông tin khai báo y tế của hành khách từ ứng dụng BCCOVID để cung cấp cho địa phương, đến nay các hãng hàng không vẫn gặp khó khăn do hành khách khai thiếu thông tin hoặc ứng dụng bị treo. Cụ thể, các cảng vụ hàng không cho biết, ứng dụng BCCOVID vẫn còn một số bất cập, quá tải khi hành khách khai báo y tế điện tử. Theo đó, hãng hàng không chỉ kiểm tra được việc khai báo y tế điện tử của hành khách thông qua kiểm tra trực quan hành khách có mã QR hay không, mà không kiểm tra được nội dung khai thiếu, sai. Bên cạnh đó, ứng dụng BCCOVID có tình trạng bị treo, thường vào khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ 30 và 10 giờ đến 11 giờ, khiến hành khách không thể truy cập để khai báo y tế điện tử và xuất trình thẻ thông tin COVID chứng minh đã tiêm 2 mũi vaccine. Việc này gây khó khăn cho việc đánh giá điều kiện đi máy bay của hãng và ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách, có thể dẫn đến việc từ chối chuyến bay hoặc chậm giờ bay do phải thực hiện test COVID-19. Theo báo Tuổi Trẻ thông tin, thời gian gần đây, mạng xã hội bỗng rộ lên trào lưu bẻ khớp. Trên TikTok xuất hiện tràn lan các video bẻ xương khớp trị đau, nhức mỏi cơ thể được biểu diễn bởi các TikToker tự xưng là thầy thuốc bác sĩ online. Những người thầy này còn thực hiện cả những video hướng dẫn người xem tự nắn chỉnh cột sống lưng, bẻ khớp tay, khớp chân tại nhà. Điểm chung của các video này là khi thực hiện thao tác bẻ xương khớp luôn tạo ra được âm thanh rắc rắc. Nhiều TikToker trẻ bị kích thích đã hưởng ứng, xem nó như một trào lưu, thử thách thú vị để làm theo. Liên quan đến vấn đề trên, ông Huỳnh Tấn Vũ là bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bẻ xương khớp là phương pháp chữa trị dùng trong vật lý trị liệu, nhưng không phải bất kỳ tình trạng nào của cơ xương khớp cũng có thể bẻ, nắn và không phải bất cứ người nào cũng có thể thực hiện đúng kỹ thuật chuyên môn.
Bên cạnh đó, bác sĩ còn cảnh báo nếu tự ý bẻ khớp bắt chước theo các trào lưu rất dễ dẫn đến những hệ lụy lâu dài cho xương. Ngoài ra, trên TikTok cũng đang lưu hành nhiều trào lưu như ăn cà rốt chấm mù tạt để giảm cân, tự tẩy trắng răng tại nhà bằng baking soda. Theo các chuyên gia, người dùng mạng xã hội cần thật sự tỉnh táo để tránh trải nghiệm thử thách gây hại đến sức khỏe bản thân cũng như không phát tán những thông tin xấu độc đến rộng rãi nhiều người. Truyền thông trong nước đưa tin khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay, 17 tháng 11, nhiều người dân sinh sống tại ven quốc lộ 50, đoạn thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang giật mình, nghe nhiều tiếng động lớn. Ngay lúc đó, nhiều người nhìn ra đường thì thấy xe máy biển số 63B17372 và người phụ nữ khoảng 40 tuổi té ngã dưới đường. Trên xe, người phụ nữ chở nhiều bình ga mini cũ, lửa bốc lên ngùn ngụt. Trong khi hàng loạt bình ga phát nổ, có những bình văng xa hàng chục mét. Sự cố làm nhiều bình ga văng vào nhà dân ven đường, gây cháy 3 xe máy, 2 máy lạnh và nhiều vật dụng của 2 nhà dân. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy dập lửa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường để tham gia dập tắt đám cháy. Sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương đã rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Mỹ, Nhật tổ chức tập trận tác chiến chống tàu ngầm ở Biển Đông. Facebook, Instagram bị tố theo dõi trẻ vị thành niên. Cảnh báo, nguy cơ mất điện toàn châu Âu. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo truyền thông quốc tế, hôm qua ngày 16 tháng 11, lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản GMSDF cho biết các hạm đội Nhật Bản và Mỹ đã tham gia tập trận tác chiến chống tàu ngầm lần đầu tiên ở Biển Đông. Trong quá trình tập trận, Nhật đã điều tàu sân bay trực thăng GS Gaga, khu trục hạm GS Murasami, trực thăng SH-60G, tàu ngầm lớp Oyashio và một máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki B-1 để tham gia diễn tập với tàu khu trục USS Milius cùng một máy bay tuần tra hàng hải B-8A của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên một tàu ngầm của GMSDF tham gia tập trận tác chiến chống ngầm với Hải quân Mỹ tại Biển Đông. Tuy nhiên, GMSDF không thông tin chi tiết về địa điểm diễn ra cuộc tập trận. Được biết, cuộc tập trận trên diễn ra sau khi Trung Quốc và Nga thực hiện tuần tra chung diễn tập chống tàu ngầm và có chuyến đi chung qua eo biển từ Tsugaru giữa Nhật Bản. Trong một diễn biến khác, Hải quân Mỹ hôm 15 tháng 11 đã bắt đầu cuộc tập trận hợp tác huấn luyện trên biển lần thứ 27 với Brunei tại Biển Đông. Theo hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cuộc tập trận với Brunei nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước hướng tới mục tiêu chung là đảm bảo môi trường an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc ba tổ chức Global Action Plan Reset Australia và Fairplay đã lập ba tài khoản Facebook giả để tiến hành nghiên cứu điều tra việc Facebook và Instagram thuộc sở hữu của công ty truyền thông Meta đang sử dụng các phần mềm theo dõi hoạt động lướt web của trẻ vị thành niên. Một tài khoản khai 13 tuổi và hai tài khoản còn lại đăng ký 16 tuổi. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã thử đánh giá mức độ thu thập dữ liệu của Facebook khi sử dụng tài khoản giả truy cập vào các tờ báo địa phương và những cửa hàng bán lẻ quần áo. Sau khi tiến hành điều tra, nhóm nghiên cứu khẳng định Facebook có thể thu thập dữ liệu từ các tab và trang trên trình duyệt mà trẻ em mở, biết được chúng nhấp vào nút nào trên trang, cụm từ chúng tìm kiếm hoặc sản phẩm chúng mua. Được biết điều này là trái ngược với các cam kết của Facebook rằng mạng xã hội này chỉ thu thập 3 thông tin là tuổi, giới tính và vị trí của người dùng để định hướng quảng cáo. Trong khi đó, người phát ngôn của Meta, ông Joe Oppenheim, phủ nhận cáo buộc công ty này đang sử dụng các dữ liệu từ người dưới 18 tuổi cho thuật toán quảng cáo. Trước đó, việc Facebook cùng các nền tảng của mạng xã hội này có thể gợi ý chính xác những sản phẩm người dùng đang cần và vừa trao đổi người khác đã từng dẫn tới phong trào tẩy chay vì cho rằng nó đang nghe lén người dùng. Theo hãng tin CNN, thời gian gần đây, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng tới 10% sau khi Đức xác nhận đình chỉ cấp phép dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Điều này đã khiến nỗi lo hóa đơn nhiên liệu của các hộ gia đình và doanh nghiệp thêm chồng chất. Thậm chí CNN đã dẫn lời các đơn vị kinh doanh năng lượng hàng đầu để cảnh báo nguy cơ xảy ra mất điện tại châu Âu trong bối cảnh mùa đông năm nay được dự báo lạnh hơn bình thường mà nguồn cung nhiên liệu lại không chắc chắn. Được biết việc Liên minh châu Âu đang nhập khoảng 40% khí đốt tự nhiên từ Nga và đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 không trung chuyển qua Ukraine mà dẫn thẳng nhiên liệu từ Nga đến Đức, được đánh giá sẽ giúp Đức và khu vực châu Âu tăng lượng lớn nguồn cung khí đốt.
Tuy nhiên, hôm nay ngày 17 tháng 11, cơ quan mạng lưới Liên bang Đức bất ngờ đình chỉ việc cấp phép vận hành dự án đường ống dẫn khí đốt này với lý do là vì công ty con điều hành dự án đường sắt Nord Stream 2 tại nước này đã không đạt đủ điều kiện để trở thành một nhà vận hành truyền tải độc lập. Được biết, công trình thi công đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đã hoàn tất từ đầu tháng 9, nhưng còn vướng mắc từ khâu thủ tục nên chưa thể đi vào vận hành, dù khu vực châu Âu đang trong cơn khát nhiên liệu. Trên đây là những tin tức trong bản tin tối nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng đến với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Thưa quý vị thân mến, trong phần Nhân Sinh Cảm Ngộ tối ngày hôm nay, Hồng Nhung và quý vị hãy cùng suy ngẫm về chủ đề không màng danh lợi, sống thuận theo tự nhiên. Sống trên đời, hầu như mọi người đều có dục vọng. Do đó, có những sự việc cùng tình cảm họ không thể buông xuống được. Người có dục vọng mạnh mẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Hôm nay họ kiếm được 10 triệu thì ngày mai mơ kiếm được 20 triệu. Họ không biết rằng đạt được càng nhiều thì tâm lại càng mệt mỏi, giống như gánh nặng ngàn cân đặt trên vai khiến họ không thở nổi. Trong quá trình theo đuổi danh vọng, vì muốn chiếm được vị trí tốt, nên họ cần phải cạnh tranh khốc liệt với người khác. Khi theo đuổi mục tiêu tiền tài, họ cần vắt óc suy nghĩ phương pháp đầu tư làm sao kiếm về món lợi lớn. Thế nhưng mọi sự truy cầu thường mang lại kết quả ngược lại. Có một chàng trai, chỉ vì cha mẹ ly hôn mà cậu trở nên bực bội mỗi ngày, thậm chí còn mượn rượu để giải sầu. Một ngày nọ sau khi uống say, cậu phát hiện trong túi không còn một đồng tiền nào, do đó không thể bắt xe về nhà. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu tiến đến một gốc cây ven đường rồi gục xuống ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một bé gái đi ngang qua, cô bé nói, chú này thật đáng thương. Nói xong, cô bé lấy 5 đồng tiền đưa cho cậu. Lúc này cậu cảm động đến rơi lệ và nghĩ, thế giới này cũng không quá lạnh lùng. Thực tế, luôn có một người quan tâm đến mình. Từ đó về sau, cậu không chỉ làm việc chăm chỉ kiếm tiền, nuôi sống bản thân, mà còn có thể mua nhà và lập gia đình. Người có địa vị thực sự không phải do họ đang ở vị trí cao, mà là bởi được người khác tôn trọng. Người có tiền tài không phải do bạc tỷ dắt lưng, mà bởi biết đủ mà vui vẻ. Do vậy, chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có, nương theo năng lực của bản thân mà theo đuổi mộng tưởng. Chúng ta cần đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và coi nhẹ được mất. Nếu bạn có dục vọng mạnh mẽ, thì dù trong tay có bao nhiêu tiền, bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi buông dục vọng xuống, bạn mới sống được nhẹ nhàng, an tĩnh, vui vẻ. Một người có phúc thì khắp nơi đều có phúc khí. Có tấm lòng tốt thì toàn thế giới đều tốt đẹp. Cảnh tùy tâm sinh, nhân quả là có thật. Khi tĩnh tâm và dừng lại những bước chân vội vàng, bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều tốt đẹp mà mình bỏ lỡ đều có thể trở về với mình. Và theo như trải nghiệm của Hồng Nhung và hàng triệu người trên thế giới, luyện tập khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn là một phương pháp đã được khoa học chứng minh là hiệu quả tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe và thể chất lẫn tinh thần, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Khác với các môn khí công thông thường, chỉ tập trung vào các bài tập, môn khí công này dạy người thực hành đề cao tâm tính, lấy nguyên lý chân thiện nhẫn làm kim chỉ nan trong cuộc sống. Các học viên cho biết những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Các bài công pháp đứng giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh, an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu đây sẽ là một phương pháp giúp quý vị bình an khỏe mạnh qua đại dịch lần này và hạnh phúc mãi về sau. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam, việc thành tâm niệm 9 chữ
Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo đã giúp cho nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe. Vậy điều này có phải mê tín không? Mời quý vị theo dõi video Cơ sở khoa học của niệm 9 chữ chân ngôn trên kênh Nguồn Cội. Đường link chúng tôi có gắn bên dưới mỗi video. Kính mời quý vị theo dõi và đăng ký ủng hộ chương trình. Hãy tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến cộng đồng và theo dõi những phần nhân sinh khác. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.